Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ với cả nhà một thứ gia vị rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đó chính là tiêu. Đây là những cây tiêu. Cây tiêu này là tiêu lùng siêu trái nha cả nhà. Mỗi gia đình chỉ cần trồng vài cây tiêu như vậy là sẽ có trái sạch ăn quanh năm. Trái mà tiêu non chúng ta cũng có thể chế biến thành những món ăn. Ví dụ như là bao tử hầm tiêu nè. Rồi còn trái già thì chúng ta có thể hái vào và phơi khô để ăn quanh năm luôn. Gia đình mình có tiêu sạch ha. Tại vì tiêu nhiều khi trên thị trường bán thì nhiều khi vận chuyển để lâu người ta có thể bị mốc, hay hoặc người ta có thể tẩm cái chất hóa chất vô để chống hư, chống mốc của cả nhà. Còn gia đình mình mà sở hữu vài cái tiêu như vậy thì bảo đảm được cái nguồn gia vị sạch. Cái tiêu này ra trái rất là nhiều, nhìn rất là đẹp. Cả nhà thấy là những cây tiêu sai trĩu quả luôn. Những cây tiêu này thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần có một cái trụ bê tông hoặc là có một cái trụ gỗ là chúng ta có thể trồng được cây tiêu nha cả nhà.